Kim Minh Texas xin chào các bạn nha. Bữa nay mình sẽ tập cách mà con Kim nó đánh hơi mùi nha. Bữa nay là mình sẽ cho nó tìm cái nắp chai này nè. Thì lý thuyết là mình phải biết là con chó nó thích cái gì, nhưng Kim của mình nó khoái con này lắm. Rồi mình sẽ cho nó ngửi và mình dùng lệnh tìm. Và kết hợp khi mà nó thấy được cái mục tiêu rồi đó, mình phải kêu nó nằm xuống nha các bạn. Bây giờ mình thử cho các bạn coi nè. Kim, come on. Kim sit. Kim sit. Giỏi. Stay. Thì mình làm để cho nó lẹ các bạn, để cho ngửi nè. Kim sit. Các bạn thấy không? Nó đã tìm, nó ghi ở trong đây, mình mở có đúng không nè? Sai rồi con. Các bạn thấy không? Nó nằm xuống là nó ghi trong mục tiêu này nè. Mở có đúng không? Ơi giời. Giời. Giời, mình làm lại cái lần nữa nha các bạn. Yes, sit. Giỏi, stay. Step. Bây giờ nó nghi cái nắp này các bạn, đúng không? Mà khi mà các bạn mở lên các bạn, trời ơi, các bạn nhấc nắp lên cho nó mùi liền. Trời. Step. Step. Giờ nó nghi cái nắp này các bạn ơi. Mở cái đúng không? Rồi, khi mà đúng là các bạn liếc cái con mồi lên để cái mồi ăn dưới được. Rồi. Rồi. Thì cách thức là vậy các bạn. Lúc đầu thì các bạn có thể dùng hiệu lệnh tìm. Và khi mà con cún của bạn nó tìm đến mục tiêu rồi, các bạn phải dùng hiệu lệnh cho nó nằm xuống. Rồi sau đó mình mới nâng cái ly lên. Và nếu mà có đúng mồi thì nó thích rồi, hoặc là những cái đồ chơi á, thì mình nâng cái đồ chơi lên. Mình phải để cái cục đồ ăn của mình dưới phía cái đồ chơi nó thích á, và mình cho nó ăn liền và mình khen giỏi. Đẹp không? Chắc chưa? Đẹp không? Yeah boy! Yeah! Rồi, phải dướng lại em.